Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp đua F-Lix, một dòng xe đua khung nhôm và tất cả dây là chạy hết được âm sườn và sử dụng bộ đề thế hệ mới của dòng Classic. Đấy, của dòng Shimano Classic và đang có giá bán miền Nam là 8,6 triệu các bác nhé. Và một cái điều đặc biệt nữa trên chiếc xe là nó được trang bị bộ phanh đĩa dầu. Đó, phanh dầu thủy lực. Trong cái mức giá chỉ có là 8,6 triệu thôi các bác nhé. Đấy, mức giá rất là hợp lý, cực kỳ rẻ cho một chiếc xe cấu hình rất là ngon. Đấy, khung nhôm tông màu xám đen rất là đẹp. Đấy, kẻ với logo đỏ nữa, trông nó đổi bật chiếc xe lên, trông rất là hầm hố đúng không? Dây thì toàn bộ được chạy âm sườn. Đấy, và sử dụng bộ chuyển động Classic thế hệ mới của dòng Shimano các bác nhé. Đó, dòng Classic thế hệ mới. Đấy, thì cái dòng này thì nó đã loại bỏ đi cái phần tay đề thừa, cái phần bên hông này, bên hông tay lắc này, và toàn bộ là nó chạy xuống âm trong cái dây cuốn này luôn các bác nhé. Đấy, rất là gọn gàng, cực kỳ đẹp, lên xuống thì rất là mượt này. Sử dụng lốp 700C vành nhôm dày khoảng 2 phân các bác nhé, cao bản khoảng 2 phân. Đấy, và sử dụng thêm một cái lốp cái bản lốp rất là lớn, bản này là lốp này là 700 × 32C các bác nhé. Đấy, bản lốp này mà các bác đi trong phố thì các bác mà mới chơi xe đấy, thì chưa quen đi cái dòng lốp 25, 28 thì lên cái dòng này thì đi nó rất là bám đường. Đấy, đi nó sẽ quen xe hơn. Mayo Shimano các bác nhé, Mayo full Shimano, chất lượng bi cực tốt. Và cái điều đặc biệt trên xe là sử dụng phanh dầu thủy lực. Đấy, đây là con heo dầu của nó các bác nhé. Còn dây thì vẫn là dây chéo cơ, nhưng mà củ phanh thì nó là phanh dầu. Đấy, các bác nhìn cái ốc này để bơm dầu vào này, thì dầu nó sẽ được tích trữ ở trong những cái bít tông ở trong này. Đấy, và có cái dây kéo cái cần gạt này. Đấy, thì chỗ cái cần gạt này nó có cái bít tông đẩy dầu đây các bác nhé. Đấy. Đấy, một cái củ phanh dầu rất là xịn, trong cái tầm giá sọ 8 triệu, phân khúc 8 triệu phanh dầu đi thì cực kỳ xịn rồi, rất ngon, form dáng cũng cực kỳ đẹp, và cái chất lượng xe thì cũng cực kỳ mới các bác nhé, full zin, nguyên zin hết 100%. Sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì size sẽ phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Họ trang bị bộ chuyển động Classic với 8 tầng níp và 2 tầng đĩa. Xe có 16 tốc độ khác nhau các bác nhé. Đó, chuyển động thì rất mượt rồi. Cả xe chất lượng này còn rất là mới nên là chuyển động các thứ là đi ủ trục là còn cực kỳ là ngon. Đó, và giá bán của xe bên em đang bán là 8,6 triệu bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình,
cổng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn nên vừa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.